Như cái clip mà quý anh chị đã được xem vừa rồi thì đó là hơn 4 năm hành trình của em và Picard Entertainment, và tụi em cũng đã vượt qua khá là nhiều giai đoạn khó khăn và được đến như ngày hôm nay. Đó là sự support, sự giúp đỡ của rất 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 là nhiều người, rất là nhiều người, như là những người bạn, người anh chị từ gia đình rồi đến quý anh chị báo chí, những anh em nghệ sĩ ở trong nghề. Em đã vào Sài Gòn được 2 năm rồi và em không nghĩ trong vòng 2 năm mà hôm nay em được đứng ở đây, được gặp mọi người như thế này. Nó là một hành trình thật sự là cũng không quá dài nhưng mà rất nhiều kỷ niệm với em và Big Entertainment. Vậy thì cơ duyên nào đã mang Tân Duy Tân đến với Big Ad Câu chuyện này hơi buồn cười một tí nhưng mà anh Mr. Chu, anh Cường Chu là anh tổng giám đốc của Big Ad, ngày xưa tuyển em với một tấm ảnh thẻ. À, tại sao lại một tấm ảnh thẻ? À, vì hồi xưa thật ra là chủ đích ban đầu anh Cường không có tìm tới em mà tìm tới một bạn tên là Nít. Thì không biết mọi người đã nghe qua bài Kém Duyên chưa? Bài Kém Duyên, Nít Fit Room ấy. Thì hồi xưa anh Cường tìm Nít và hồi đó thì em chơi chung nhóm với Nít. À, hai anh em khá là thân. Và hồi đấy thì em viết nhạc cho Nít và em có đưa cho Nít nghe, Nít cảm thấy khá là thú vị thì mới bắt đầu giới thiệu cho anh Cường. Nhưng mà lúc đấy anh Cường không có gì, không có một cái profile, không có cái info gì liên quan với em cả, chỉ có duy nhất một cái tấm ảnh thẻ làm để trên, làm một cái avatar trên Facebook. Thế là anh Cường cũng đánh liều, anh Cường nhận và em cũng 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 bản thân em cũng là một pha đánh liều khi thời điểm đấy là em quyết định là em bỏ công việc hiện tại lúc đấy của em là tour guide. Từ Hội An thì em bay ra Hà Nội với một cái tâm thế không biết gì cả. Và em bay ra với vai trò là một nhạc sĩ. Rồi thấm thoát thoi đưa bây giờ cũng đã 4 năm rưỡi rồi. Tất cả nó là một chữ duyên đúng không quý vị? Từ một tour guide đã tập thành viết nhạc và đã được mọi người biết đến. Và hình như lúc đầu khi mà mình vào Big Art Entertainment thì cũng với vai trò là nhạc sĩ đúng không? Vậy thì từ thời điểm nào mình bắt đầu quyết định là sẽ bước ra ánh sáng, bước lên sân khấu để gặp gỡ với tất cả khán giả và ra mắt với tư cách là một ca sĩ? Em ban đầu khi mà em ra Hà Nội ấy, thì em ra với vai trò là một nhạc sĩ. Nhưng mà như mọi người thấy hồi nãy là em cũng có 3 sản phẩm vào năm 2018. Thật ra thời điểm đấy thì bài Hết Duyên nó hơi hơi khó một tí. Và lúc đó em đã quyết định là em sẽ song ca cùng Nít. Em song ca để backup cho cái bài nó hay hơn. Thì nó cũng là một sự bén duyên với của em với nghề ca sĩ. Và bài 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 Hết Duyên nó được một tí hiệu ứng, được và được khán giả ở miền Bắc đón nhận khá là nhiều. Và em bắt đầu có đi diễn, em bắt đầu, và cái show em còn nhớ như in là cái show đầu tiên em được diễn ở Mỹ Đình. Và lúc đó có tới tận mấy nghìn khán giả và cảm giác lần đầu tiên diễn nó cực kỳ run. Nó rất run khi mà lần đầu tiên mình đứng trước hàng nghìn người để mình hát. Nhưng mà đổi lại đó là sau buổi diễn hôm đấy thì em thật sự em có cảm tình với việc là thật sự nghiêm túc trở thành một ca sĩ. Lúc đó là bắt đầu thích cầm mic rồi đúng không? Thật ra là trước đó em có đi hát ở những quán cà phê rồi, em đi hát ở trong những câu lạc bộ và em đi hát thiện nguyện ở Huế trong vòng 3 năm. Nhưng mà để mà bước chân vào một cái sân khấu hoàn toàn mainstream, một cái sân khấu thôi, hoàn toàn gọi là thật sự nghiêm túc, nghiêm chỉnh chứ không đơn thuần là hát ở trong quán cà phê hay là đi hát ở những cái buổi từ thiện nho nhỏ của những câu lạc bộ guitar. Và thời điểm em thật sự nghiêm túc về việc trở thành một ca sĩ solo là đầu 2020. Và cái cơ duyên nó cũng lại hơi buồn cười một tí là tại vì thời điểm đấy ấy, cuối 2019 thì công ty không còn ai để em đưa bài nữa. Và cuối cùng em phải tự hát. Thật ra bài Tình Đầu em đã đưa cho 3-4 người rồi. Và xong cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một mình ông tác giả, ông phải hát thôi. Và bài đấy tụi em quay rất là vội vào cuối 2019 với 3 triệu rưỡi, 3 triệu tư để em không nhớ nữa. Cho cái MV. Và Wow. thì tụi em quay one shot mà đợt đấy em khá là tự ti. Mọi người có thể xem lại cái MV Tình Đầu thì em để cái effect nó nhòe lắm để che luôn cái mặt của em đi. Để cho mọi người không thấy rõ mặt của em. Và và sau cái bài Tình Đầu đấy nó chính là cái phao cứu sinh cho em. Vì nếu như hồi xưa bài Tình Đầu nó không thật sự được khán giả đón nhận thì chắc là em sẽ thôi rồi. Tại vì thời điểm đấy là Bích Cạt, em và anh Cường xác định là thôi chơi cú chót.
Bây giờ mà bài này mà xịt nốt thì anh em ai về nhà nấy thôi. Nhưng mà rất may là nó đã tạo nên một cú nổ không chỉ trong nước mà còn quốc tế, ở một số nước cũng rất là hot, đúng không? Cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Mình